tiền phố Hàm Nghi. Vâng, xin chào quý vị. Hôm nay tôi Chiến có mặt tại trục đường Hàm Nghi. Trục đường Hàm Nghi là trục này cắt giao với lại Nguyễn Văn Linh nha quý vị ha. Vị trí này rất là đẹp, trung tâm của trung tâm Đà Nẵng rồi. Đây là quận Thanh Khê. Từ vị trí Hàm Nghi này chúng ta rẽ phải tầm 200 mét chúng ta sẽ đến sân bay Đà Nẵng nha. Và con đường Hàm Nghi này hôm nay tôi Chiến sẽ gửi đến một căn nhà quý vị ha. Nhà bán giá rất là tốt luôn. Nằm trên mặt tiền Hàm Nghi này. Con đường này thì được mình danh là phố điện tử. Phố điện tử hai bên ở đây, đường xá ở đây thì một tầm 95% là bán các cửa hàng liên quan đến đồ điện tử ha. Vị trí này thì hiện tại là đa số là các nhà cho thuê. Mặt bằng ở đây thì cho thuê tương đối giá cũng cao quý chị ha, tầm 30 cho đến 60 triệu một căn. Hôm nay tôi Chiến sẽ gửi đến quý anh chị một căn nhà ở đây đang cho thuê với giá cũng khá là tốt và bán cần tiền bán nhanh. Nằm rất là gần trục Nguyễn Văn Linh luôn quý anh chị ha. Căn nhà Hàm Nghi hôm nay với diện tích là 58 m². Diện tích phần nhà Hàm Nghi là 58 m². Nhà 3 tầng và 1 tum. Diện tích là ngang 4m2. Chiều dài gần 14m. Chiều ngang 4m2 nha quý vị ha. Dài gần 14m. Giá chủ cần tiền bán gấp đang cho thuê với giá là 35 triệu. Căn nhà đang cho thuê với giá 55 triệu. Giá chủ cần tiền bán gấp với giá là 12 tỷ 800 triệu. 12 tỷ 800 triệu, đang có dòng tiền cho thuê là 35 triệu nha quý anh chị. Con đường rất là đẹp. Lòng đường 15m, vỉa hè 5m nha quý anh chị. Phố điện tử trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Quý anh chị là chúng ta đang muốn có một dòng tiền ổn định và có một mặt tiền phố để chúng ta có thể kinh doanh và vừa ở và kinh doanh rất là tốt. Chúng ta có thể tham khảo ngay căn nhà hôm nay. Giá bán rất là rẻ. Dòng tiền 35 triệu một tháng, giá bán là 12 tỷ 800 triệu. Giá này hầu như là không có luôn quý vị ha. Mặt tiền Hàm Nghi thì đa số ở đây tầm khoảng dao động tầm 14 tỷ cho đến 16 tỷ một căn. Mà vị trí căn nhà hôm nay thì chúng ta nằm sát với trục đường Nguyễn Văn Linh luôn. Phía đối diện là chúng ta có cái tòa Phi Long này. Vâng, quý chị chúng ta đang muốn tham khảo các cái mặt phố thì hãy gọi tới Chiến nha. Chúng tôi vẫn còn rất là nhiều tòa mặt phố gửi đến quý anh chị. Chúng ta có thể truy cập các trang Zalo, Facebook của Dương Chiến nha. Vâng, mọi thông tin quý anh chị có thể liên hệ với số điện thoại 0935 388 386. Xin cảm ơn quý anh chị.